7 thì không. Dạ, kính thưa cha, con xin đại diện cho ban đại diện và ca đoàn kính chúc cha là kính thưa cha, vậy là chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là hết năm canh tí. Chúng ta sẽ đón chào một năm mới Tân Sửu. Năm canh tí sắp qua là một năm có rất nhiều khó khăn, biến động và thử thách không chỉ cho cha, quý anh chị em và ca viên chúng con, quý đập tộc đoàn và cho cả toàn xã hội. Dịch bệnh đã làm xáo trộn rất nhiều trong đời sống xã hội và tinh thần của cộng đoàn. Chúng con cũng cảm thấy chân chân, mất niềm tin và sụp đổ trong cả đời sống tinh thần cũng như vật chất khi trải qua các thời gian giãn cách của xã hội. Tuy vậy, bằng nhiều các cha đã đồng hành nâng đỡ và chia sẻ cùng chúng con trong những thời khắc đó. Chúng con cảm nhận ơn cha và luôn quan tâm yêu thương mỗi người chúng con trong mỗi ngày, trong suốt một năm qua. Chúng con chỉ biết rằng còn nhiều yếu đuối về tinh thần của chúng con và cũng như ý chí trong hành động và việc làm của chúng con. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm huyết của cha và quý anh chị em cộng trong cộng đoàn dành cho chúng con. Chúng con cũng mong ước cha tiếp tục đón nhận và dạy dỗ chúng con. Trước thềm năm mới Tân Sửu, chúng con gửi đến cha lời chúc năm mới. Xin Chúa ban cho cha được hồn an sát mặt. Trong năm mới, xin Chúa ban cho cha được nhiều hồng ân Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho cha luôn được sức khỏe để cha cùng nâng đỡ và dạy dỗ chúng con. Một lần nữa, chúng con có một món hoa và một món quà, đó là tấm lòng cảm ơn của chúng con luôn nha.